Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ hot của FPT Shop. Và ngày hôm nay thì Hiếu có mặt trong một cái không gian rất là ma mị để mang đến cho các bạn những tin tức công nghệ rất là hot, hot như cái không khí ở đây vậy nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là những thông tin nào sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay nhé. Sharp Aquos R2 Compact, chiếc smartphone nốt ruồi cầm trẻ đầu tiên trên thế giới. Oppo R17 Pro xuất hiện đầy mê hoặc trong quảng cáo mới tại Việt Nam. Smartphone màn hình gập của Samsung xuất hiện rõ nét trong bộ ảnh mới. Trước đây thì các hãng smartphone chúng ta luôn tìm kiếm đến một cái khái niệm là smartphone trang viên trang màn hình, và mỗi hãng đều có những cái giải pháp cho mình để có thể tối ưu hóa được tỷ lệ hiển thị màn hình. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là iPhone với một cái tay thỏ rất là độc đáo, đúng không? Sau này thì những hãng tiếp theo thì họ sẽ có những cái biến tấu như là màn hình giọt nước nè, rồi màn hình nốt ruồi rất là nhiều. Tuy nhiên với thiết kế của chiếc Sharp Aquos R2 Compact mới đây thì các bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ với một cái sự kết hợp rất chi là độc đáo, một chiếc smartphone đầu tiên có đến 2 notch. Chiếc smartphone này có kích thước vô cùng nhỏ gọn với kích thước màn hình chỉ 5.2 inch được phân giải Full HD Plus. Về cấu hình thì Aquos R2 Compact sẽ được trang bị con chip Snapdragon 845 mạnh mẽ, 4GB RAM và 64GB ROM. Với cấu hình này thì nó có thể nói đây là chiếc smartphone có kích thước nhỏ nhất đi cùng cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay. Qua hình ảnh trên tay dễ thấy máy chỉ lớn hơn chiếc iPhone 5 trước đây một chút mà thôi. Camera trước của máy có độ phân giải là 8MP hỗ trợ nhận diện khuôn mặt. Camera sau có độ phân giải là 22.6MP với khả năng chống rung quang học ấn tượng. Sharp Aquos R2 Compact được trang bị viên pin khá khiêm tốn, chỉ 2500mAh. Mặc dù kích thước màn hình bé nhưng cấu hình lại thuộc hàng mạnh mẽ nhất hiện nay, nên chưa rõ thời lượng pin của máy có đủ tốt hay không. Hơi đáng tiếc là chiếc smartphone độc đáo này sẽ đến năm sau mới được SoftBank bán ra và khả năng cao là chỉ có ở thị trường Nhật Bản. Như vậy thì Oppo đã ấn định ngày chính xác sẽ cho ra mắt chiếc Oppo R17 Pro tại thị trường Việt Nam, đó chính là ngày 27 tháng 11 sắp tới. Và như vậy là cũng đã gần đến ngày mà sản phẩm sẽ được chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam rồi. Mới đây thì Oppo đã tung ra một đoạn quảng cáo, trong đó thì đã giới thiệu đến các bạn những cái tính năng rất là nổi bật của sản phẩm này. Đoạn video dài 1 phút 30 giây này đã khéo léo chia sẻ những tính năng nổi bật trên Oppo R17 Pro. Đầu tiên là khả năng mở khóa bằng công nghệ vân tay dưới màn hình hoạt động khá nhanh. Tiếp đến là anh chàng nhiếp ảnh gia đã phô diễn mặt lưng của Oppo R17 Pro với hệ thống 3 camera sau. Mặt lưng kính được thiết kế theo phong cách gradient đổi màu từ xanh đến tím. Và tính năng quan trọng nhất là Oppo R17 Pro khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng khi sử dụng hệ thống 3 camera, bao gồm cảm biến chính 12MP với khả năng thay đổi khẩu độ f1.5 đến f2.4. Cảm biến thứ hai có độ phân giải 20MP và camera phụ còn lại là cảm biến 3D TOF, đo cảm biến đo thời gian. Cuối cùng, tính năng sạc siêu nhanh Super VOOC đã xuất hiện khi nhiếp ảnh gia thực hiện thao tác sạc cho Oppo R17 Pro khi máy đã gần cạn pin. Đây cũng là một tính năng hữu ích đối với người dùng hiện nay. Trong một cái thời gian ngắn trước đây thì Samsung đã có giới thiệu đến chúng ta một chiếc smartphone với màn hình gập khá là độc đáo của hãng với tên gọi là Samsung Infinity Flex. Và mặc dù đã được ra mắt rồi, tuy nhiên thì nó vẫn còn khá là mập mờ, không biết là nó như thế nào, không biết là nó sẽ hoạt động như thế nào. Và mới đây thì chiếc Infinity Flex này đã xuất hiện một cách rất là rõ nét trong bộ ảnh mới. Theo đó, ở chế độ mở, máy sẽ có màn hình chính 7.3 inch cùng các viền màn hình mỏng. Ở chế độ này, người dùng có thể chạy song song 3 ứng dụng. Những gì Samsung đã demo tại SDC, ví dụ người dùng có thể xem video YouTube, mở bản đồ Google Maps và chat với bạn bè cùng một lúc mà không cần đóng bất kỳ ứng dụng nào. Ở chế độ gập vào thì chúng ta sẽ phải sử dụng màn hình phụ khá nhỏ, chỉ 4.4 inch. Khi dùng chế độ này, ta sẽ phải chấp nhận các viền máy màn hình lớn hơn nhiều. Từ giờ tới ngày ra mắt, Samsung vẫn có nhiều thời gian, nên hãng hoàn toàn có thể tìm cách thu nhỏ phần viền này. Như vậy thì thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi bản tin hot của FPT Shop nha. Đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel để có thể theo dõi được nhiều thông tin công nghệ hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tuần sau.